dòng các bạn xem chiếc 60 nha. Hộp số còn hộp số kia luôn nè các bạn ơi. Đây, số 60 luôn nha. Có hỏi ảnh là chưa có bên chưa có gì đâu nha các bạn. Quay ly còn nguyên hết luôn. Còn nguyên xi đó các bạn. Quá đã luôn. À, cái máy mới bị chém vô chứ vừa nó bị cong cây rồi, anh là sẽ đang chỉnh sửa cái cây lại nè các bạn. Quá trời luôn. À, bánh còn bánh 60 xem như nè các bạn ơi. Chưa có lên bánh lên chân gì đâu nha các bạn. Đây. Các bạn thấy gì không bạn? À, mới bắt dính con chuột rồi cái máy cắt vào cái trái dừa khô vô nè. Bây giờ có trái dừa lột luôn về chiều xà lăn luôn. Quá đã. Hết rồi không? Còn trên luôn các bạn ơi. Cái băng tải luôn cũng còn trên viên luôn ha. Nó dần chân cũng còn trên có bao nhiêu. Còn 5 con lăn luôn ha. Chưa có lên gì đâu nha các bạn ơi. Đó, chẳng quay vòng vòng cho các bạn xem nha. Tem là còn có thinh luôn, quá đã các bạn. À, xài gần nè các bạn, sẵn quay cái gần cho các bạn xem nè. Đó, gần lỗ vuông ha, ở dưới lỗ tròn nha các bạn ơi, chứ không phải gần lứ nha. Tôi chung cho các bạn xem dưới nè, nó còn cái thinh luôn ha, gần chân dưới đâu có gì lên đâu. Máy thì nó là nghe hơi bèo ha, giờ thì kiểu cũng hơi bèo vậy, nhưng mà chạy còn ngon lắm, chưa có bình gì hết. Dàn qua rồi cũng còn thêm, nuôi rồi cũng còn nguyên đó luôn. Tính là xài bèo thiệt mà cũng còn hy sinh nè các bạn ơi. Đã quá. Rồi mình qua anh coi mấy ảnh chữa ha. Anh đang đắm cái đó để chỉnh cái cây bị cong đó các bạn. Cây quýt vô trái dừa. Quýnh vô chai dừa cái nó cầm luôn cây. À, ảnh đang chỉnh. Nó coi cây mặt này chưa. Ồ, bè nó cong kìa. Ồ, giờ thấy nó cong luôn kìa. Hết hồn luôn. Quá trời cong. Cầm cái cây ẩn ngược luôn trời. Vừa này vừa xào lăng. Vừa xào lăng. Đâu có tha nó được. Dám vô nó phá cái máy mình thì đem về xào lăng luôn. Cũng tốt lành gì đâu các bạn ơi, mới bắt dính được con chuột cống á. Sẵn đem về xào lăng mày luôn. Đó cây nó cầm đó các bạn ơi. Như cây cầm đó các bạn thấy không, cầm nó ảnh ngược luôn nè, có thấy không, nó cầm vậy thay ngọn nha các bạn ơi, cái bông này thay nóc à. Anh đang dặn ấp lại đó, chỉnh cái dặn lại là xong rồi tiếp tục. Vô trái dừa tư phải vô dừa tư nó không đến nổi, cái vô trái dừa khô ác thiệt. Chiều nay coi chuột xào lăng là bấm vô kênh Phan Quốc Hải là gặp nha, YouTube á. Bấm vô kênh Phan Quốc Hải cũng được, kênh Kiên Giang Dấu Yêu cũng được, hai kênh đó.
là gặp mình liền, gặp chuột sao lăng. Phan Quốc Hải. Rồi im. Rồi tiếp tục các bạn ơi, xong rồi, sửa xong rồi. Gốc cây không nghe tài xế ư? Gốc cây rồi không à? Hốt vô cái nữa là tiêu luôn đó, chỉ ổng gì dài gốc cây không nè. Quá trời gốc cây luôn. Gốc cây nằm cặp cặp lúa mới ghê. Cây lựu luôn, cây chạm. Rồi tới đó được rồi đó, hết đó. Đây cũng hơi xa xa. Có mấy gốc gần đó đó. Ừ, vậy đi chắc ăn. Rồi, xuất phát. Đó, hết chiều đó các bạn. Ôi, thế cũng hay quá, dẫn ra đó cái hết chiều. Xe còn nguyên xi các bạn ơi, xe chắc hơn chưa có bình nhờ mọi người đâu. Gì nữa rồi? Bị gì nữa hả? Vô cái dừa nữa hả? Có nè, mới xong vô cái dừa khô nó quýnh bể luôn nè. Trời trời. Hên. Không có sao. Quýnh tựa tải ra luôn. Ở đâu mà còn hoài vậy? Chạy thập mé ngán nhất là theo mấy vườn, một là gốc cây, rồi hai là ba cái vườn khô các bạn. Cái vườn giờ tư mà nó mới sợ ngán nhất là vườn khô. Vườn khô nó dễ hoài à. Bắt chuột này có hoài à, mà có về kia.
Ừ. Xong rồi chạy thẻ quá các bạn ơi. Đắt đỏ không mà chạy các bạn ơi.